Em Giang của tôi hỏi là tại sao cắm flash sạc như này nó không lên đèn, nó không có dấu hiệu sự sống. Đây là cái lỗ mà em thấy để cắm sạc flash. Thế nhưng mà thật sự thì sạc flash này không phải như vậy. Cái lỗ này chỉ để dành để có thể update firmware cho flash thôi. Cái flash này mọi người cần sạc là như này. Kéo mở nắp pin ra, đây là cái pin của cố đốc. Mình rút ra đi và có đế sạc pin cô đốc ở trong kia nhé, ở trong cái túi flash mà anh để nhé. Ok, thả tim cho em. Đây, sau một hồi tìm kiếm thì Giang đã biết là cái sạc pin flash cô đốc ở đâu. Đây nha các bạn nha, đi theo bộ nó là đây. Chúng ta chỉ việc đơn giản là cắm vào cái đế này là xong. Đấy, thì nó sẽ có đường chạy này, tức là nó sẽ báo là đang sạc. Ok, là tin cho em, mỗi ngày một kiến thức hay ho.